Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Mô Phật. Kính lạy Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Mô Phật. Kính lạy Cố Đạo Sư Thích Giác Tịnh Nguyên Trưởng Giáo Đoàn 2, Cố Trụ Trì Tịnh Xá Ngập Nhơn 999 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Mô Phật. Nam Mô Phật. Nam Mô Pháp. Nam Mô Tăng. Chân lý Bát Chánh Đạo. Một La Mã. Bát Chánh Đạo tức là tám cách hành đạo theo lẽ chánh của bậc thánh nhân, cũng gọi là Bát Thánh Đạo, là pháp tự độ, độ tha, sống chung với tất cả để cùng đưa nhau lên đến nơi cùng tột là Niết Bàn. Bát Chánh Đạo cũng gọi là Chánh Pháp hay Trung Đạo, gồm cả sự học và hành. Bát Chánh Đạo là tám cửa, tám đường vui, tám pháp giải thoát, tám tia sáng, là con đường tiến hóa của chúng sanh, tức là chân lý của vũ trụ, mà muôn loại đều ở trong. Bát Chánh Đạo là bà mẹ hay khí thở, hoặc như mặt đất cái nhà mà người trời không bao giờ thiếu sót lạc loài. Tất cả chúng sanh đều ở trong đạo Bát Chánh, cõi đời có cũng do Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là sự sống hay tâm hồn của chúng sanh mà các tông chi giáo lý văn minh thảy từ đó mà ra cả. Bát Chánh Đạo không phải chỉ riêng của một đạo giáo nào, chính đạo là nấc thang chung của toàn thể. Tám đường chánh ấy là: một, chánh kiến đạo, là con đường thấy chánh; hai, chánh tư duy đạo, là con đường suy gẫm chánh; ba, chánh ngữ đạo, là con đường nói chánh; bốn, chánh nghiệp đạo, là con đường làm chánh; năm, chánh mạng đạo, là con đường sống chánh; sáu, chánh tinh tấn đạo, là con đường siêng năng chánh; bảy, chánh niệm đạo, là con đường tưởng nhớ chánh; tám, chánh định đạo, là con đường yên nghỉ chánh. Cũng có thể nói như vậy: một, chánh kiến đạo là thấy con đường chánh; hai, chánh tư duy đạo là suy gẫm con đường chánh; ba, chánh ngữ đạo là nói con đường chánh; bốn, chánh nghiệp đạo là làm con đường chánh; năm, chánh mạng đạo là sống con đường chánh; sáu, chánh tinh tấn đạo là siêng năng con đường chánh; bảy, chánh niệm đạo là tưởng nhớ con đường chánh; tám, chánh định đạo là yên nghỉ con đường chánh. Nghĩa là: một, sự thấy chân chánh trước khi thấy, đang thấy và sau khi thấy. Sự thấy bằng mắt trí nhận xét, nghe hiểu biết, phải cho hợp lẽ chánh chân thật. Hai, sự suy gẫm chân chánh trước khi suy gẫm, đang suy gẫm, sau khi suy gẫm, tầm tỏi quán xét, phải cho hợp lẽ chánh chân thật. Ba, sự nói chân chánh trước khi nói, đang nói, sau khi nói, lời lẽ phải thiện lành trong sạch, hợp theo lẽ chánh chân thật. Bốn, sự làm chân chánh trước khi làm, đang làm, sau khi làm, việc làm phải đừng tham sân si, nên đi xin ăn cho hợp theo lẽ chánh chân thật. Năm, sự sống chân chánh phút sống đã qua, phút đang sống, phút sống sắp đến, không tham sống sợ chết, sống theo lẽ phải, không bị ác tà, sống theo đạo lý, cho hợp theo lẽ chánh chân thật. Sáu, sự siêng năng chân chánh việc đã qua, việc hiện tại và việc chưa tới, phải bền chí mà được tới, không thối chuyển ngã lòng, cố gắng sự hành đạo cho hợp theo lẽ chánh chân thật. Bảy, sự niệm tưởng chân chánh niệm tưởng việc qua rồi, việc hiện tại và việc sẽ đến, phải ghi nhớ điều răn dạy, hằng ngó mắt xuống một chỗ tâm chơn, không cho vọng động, không quên lễ đạo, cho hợp lễ chánh chân thật. Tám, sự yên nghỉ chân chánh trước khi nhập định,
đang nhập định, sau khi nhập định phải giữ sự yên lặng, ngừng nghĩ tất cả mọi việc, quyết định không sanh bất thối, không rời bỏ đạo chánh, nhất định không sao lãng, không đổi dời, hằng nghĩ yên vui sau sự thiện huệ, cho hạp với cái lẽ chánh chân thật. Mô Phật, Hai La Mã. Bát chánh đạo không phải tự nơi ý người chế lập, mà vẫn có sẵn trong đời, bậc giác ngộ sau này mới nói chỉ ra đó thôi. Nhân duyên của tám đạo. Như chúng ta thấy, không gian có khí, trong khí có nước, trong nước có đất, trong đất có lửa. Lửa nó thổi phù lên, nước đất cuốn tròn thành cái bọt. Bọt thủy tinh hay quả địa cầu, khi nổi khi xẹp, vốn sẵn là cái có nơi ở nơi cái không. Đó. Thì đoạn này chỉ ra rằng, lúc sống thì vạn hữu tiến lần cho đến chết. Lúc chết thì sự vô nó cũng tiến lần cho đến sống. Trong lúc có nó hoạt động, thì trong lúc không cũng ngầm hoạt động. Như vậy là chúng sanh vạn vật vẫn sống chứ không có chết, chỉ tạm đổi hình bóng phương tiện sở chấp bên ngoài đó thôi. Bởi tại quan niệm của chúng ta đang ở trong một cảnh giới có nào đó, nên không thể hiểu biết được cái bề trái của sự sống nơi cái cảnh giới không của bên kia. Cũng như một kẻ ở trong cái không và quyến thuộc không, tưởng thành cái có lần lần, thì nó nói là chết mất rồi, không còn cái sống của không nữa. Vậy nên không và có, mô Phật, sống và chết, là do sự nhận lầm của chúng sanh đặt tên theo mỗi lúc, chứ chẳng có chi là chết là không cả. Cũng như kẻ kia nói người chết trong vật chất rồi, người chết trong tinh thần rồi, vật chất người không có rồi, tinh thần người không có rồi. Như thế nghĩa là không có trong cái này là có trong cái kia, chết trong cái này là sống trong cái kia. Thế là vẫn có, vẫn sống, vẫn nảy nở, vẫn tiêu hoại, đổi lớp cũ mấy hư mà sắm lần ra cái mới là tương đối. Nhảy ra nhảy vào ẩn hiện, khi bên này khi bên kia, như né tránh như nhường đường. Xác thân này bỏ chất sống tứ đại, vẫn còn có sống, mà nó mọc nảy sanh ra cái thân khác. Tâm thức linh hồn này chết tan, chứ điện thức sống biết vẫn còn trong không gian. Và vạn hữu, nó sẽ sống lại lần lần một tâm thức linh hồn khác. Cho nên nói rằng, cái đã sanh, cái đang sanh, cái chưa sanh. Thế là tất cả có không đều gọi là chúng sanh, tức là có, sống hết thảy, chứ đâu có cái không, cái chết. Chỉ có sự đổi xác đổi hồn, bỏ cũ mà lấy mới, càng đi tới càng lăn tròn trở lại, cũng gọi là mới mãi hay cũ mới, nó không có đầu đuôi. Đó là bánh xe chân lý luân hồi của vạn hữu mà chúng sanh hằng ôm đeo theo cái ta không định. Khổ là bởi không thường, chấp lầm có không sống chết, đến đi còn mất, chẳng phúc lặng ngừng nghỉ ngơi, đứng vững yên vui, đành nhắm mắt cho cái ta nhập vào đâu trối kệ. Cũng như một thân cây từ đất nước mọc lên, lớn lần sức nặng, từ đất nước thay hình, khi già chết thì khô nhẹ, nát một nhỏ tốt rồi mất luôn, thì kế nó mọc lại cái cây khác nữa. Cái sống trong vũ trụ không thay đổi, mà cái ta cây đã mất hình. Cũng như từ chưa có người đến thành một ông già rồi chết, thịt xương ấy tan rã, tốt hình biến mất không không, rồi thì lại có thân hình khác nảy tượng, mà cái ta già trước kia lại không có nữa.
Chân lý của vạn hữu cũng y thế. Nên chúng ta khỏi phải lo sợ rằng chúng vạn vật chúng sanh hay tứ đại địa cầu là quá đông quá nặng. Chỉ có điều cần là chúng ta ráng giữ làm sao cho cái ta nào đó được thường bền yên vui đứng nghỉ có mãi nơi một cảnh giới là khỏe hơn. Điều ấy tức là giải thoát hay đạo là con đường của chúng ta vậy. Con đường ấy cũng sẵn có trong trần. Chỉ có điều là ta chịu nhận xét quan tâm thì tất sẽ thấy ngay ra rõ rệt. Một, trong nước là có cái sở kiến là sự thấy. Hai, trong đất là có cái tư duy là cái thức sống hay là cái biết đang cử động. Ba, trong cỏ chỉ có ngữ là lời nói do sự rung khua. Bốn, trong cây thì có nghiệp là cái trái hột của cải. Năm, trong thú có mạng sống là tư tưởng sống lâu mau tự nó tìm ăn. Sáu, trong người có tinh tấn là hành vi tiến hóa. Bảy, trong trời có niệm là sự ghi nhớ điều lành nên được vui thanh nhẹ. Tám, trong Phật có định là sự đứng ngừng yên lặng, cái sống mới vững vàng. Từ nước cho đến Phật, từ kiến đến định là nấc thang tấn hóa gọi là đạo. Đến với Phật, định gọi là đắc đạo. Kết quả của sự sống là đắc quả hay là bậc giải thoát hoàn toàn. Định là dứt khổ, định là có ta, dứt luân hồi, sống mãi đời đời, mô Phật, Ba La Mã. Bát chánh đạo cũng là con đường từ đầu cho tới cuối mà chư Phật đã đi qua rồi. Một, chánh kiến là sự nhận xét thấy tỏ rõ lẽ thật đạo pháp, liền xuất gia giải thoát, lìa bỏ sự tà kiến vô minh lầm lạc của đời ác trược, bỏ khổ tìm vui. Hai, chánh tư duy là sự chiêm nghiệm sưu tầm chân lý. Để được trí huệ phải ở nơi chỗ vắng núi rừng vườn một mình ít lâu. Ba, chánh ngữ là tới lui cõi đời để nói pháp, dắt dẫn dạy khuyên người sau khi đã thấu lý đạo và đắc quả, để cho được cái học từ nơi nghe, nơi suy nghĩ, nơi hành, nơi sự hành động cùng nơi sự nói luận giảng giải. Bốn, chánh nghiệp là đi xin ăn một ngọ chay, mặc một bộ áo vá ba cái, ở liều lá gốc cây, bệnh không tự làm thuốc, vật chất không không, không một chỗ, không một vật. Đi khắp nơi học dạy trâu tâm, lấy sự cứu độ, làm nghề nghiệp, không tích trữ của cải, không tự lấy là tham, không tự làm là ác. Ta xin ăn của người mà sống, người xin học nơi ta mà sống. Sống lo truyền nhau, bỏ cái sở chấp ta và của ta gian ác. Ở nơi rừng lượm xin trái lá, vào xóm xin thuốc xin cơm, uống nước xin sông xin suối, ngồi nằm xin đất đá, lẽ xin tự người vui hạp mà cho là tốt đẹp hơn các cái nghề nghiệp. Năm, chánh mạng là không có cái sống cho mình, thân là của đạo của chúng sanh, sống bằng tâm chân như thân có không còn mất chẳng mến, chết trong sạch hơn là sống nhơ bẩn. Sáu, chánh tinh tấn là sự cố gắng kiên tâm trì giới nhập định và đi hành đạo giáo hóa khắp nơi. Bảy, chánh niệm là niệm tưởng Phật, niệm tưởng Pháp, niệm tưởng Tăng, niệm tưởng chúng sanh khổ để tìm phương tiện cứu độ. Tám, chánh định là niết bàn chân như hay là sự nhập định sau khi từ bi trí huệ đã đủ đầy, cũng gọi là hưu trí nín nghỉ sau khi rồi xong hết việc của cải có dư. Mô Phật, Bốn La Mã về các pháp của tám đạo. Một, chánh kiến là thấy chắc các sự khổ
thấy trách lầm tham ái là nguyên nhân sanh các sự khổ, thấy biết chỉ có cảnh niết bàn cách tham ái là nơi dứt khổ, thấy biết chắc con đường trung đạo dắt dẫn đến nơi diệt khổ, thấy biết chắc nhân và quả, thiện là đi tới, ác là đi lui, trong sạch là giải thoát. Thấy rõ sự tiến hóa, chứ không có chi là lưu luyến, chiếu mến cuộc đời. Hai, chánh tư duy là sự suy xét không đành làm cho loài vật phải bị hại, suy xét không đành làm cho loài vật phải đau đớn, suy xét đặng tránh khỏi ngũ dục để tìm sự xuất gia giải thoát, tầm tỏi các nghĩa lý để độ mình và độ người, quán xét sự khổ của muôn loại, chân lý của vũ trụ. Ba, chánh ngữ là không nói dối, không đâm thọc, không rủa chửi, không khoe khoang vô ích, nói chân thật, nói lời lành, nói đạo lý, khuyên lơn, can gián, khen ngợi, vân vân. Bốn, chánh nghiệp là không làm nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không làm các nghề nghiệp ác để cho có của cải, không tham sân si. Năm, chánh mạng là không nuôi loài vật để bán, không mua bán loài vật, không mua bán người, sự may dâm, không mua bán thuốc độc, không mua bán đồ binh khí, không mua bán các thứ rượu để nuôi sống, không sống theo lẽ ác tà, không vì lẽ sống của mình mà giết hại mạng khác. Sáu, chánh tinh tấn là ráng giữ không cho cái sự ác sắp phát khởi ra được, ráng dứt sự ác đã có trong tâm, ráng làm những sự lành mà mình chưa làm, ráng làm những sự lành mà mình sẵn có cho được thêm lên, ráng nghe, học hỏi, giảng dạy, tu tịnh, giữ giới. Bảy, chánh niệm là nhớ chắc các tướng trong thân thể là vô thường, khổ não, vô ngã, ghi nhớ rằng cái thọ vui hay cái thọ khổ, những sự lành, những sự ác, các danh từ và sắc pháp trong thế gian đều là vô thường, khổ não, vô ngã, không tham sân si, dục vọng luyến ái. Tám, chánh định a nhỏ định sơ thiền tầm sát hỷ lạc tịnh định xả, b nhỏ định nhị thiền hỷ lạc tịnh định xả, c nhỏ định tam thiền lạc tịnh định xả, d nhỏ định tứ thiền tịnh định xả. Tất cả các pháp lành trong thế gian đều thuộc vào tám phần của bát chánh đạo, không thể nói viết cho cùng. Bát chánh đạo gồm cả tam tàng pháp bảo, tám muôn bốn ngàn pháp môn, ba ngàn pháp cái, mà chân như chánh định là mục đích chỉ có một. Bát chánh đạo cũng là tám con đường ngay thẳng hay tám cửa giải thoát cho chúng sinh đang ở trong rừng sâu hố thẳm là đời, bởi không hiểu được mục đích, không thông chân lý, chẳng rõ nhân duyên, sâu trước khó phân, chỉ quanh quẩn trong sự cần sống hiện tại, nên chúng sanh đã tạo ra cho mình một đám rừng nguy hố độc, càng lúc càng sâu dày để tự giam hãm và hành phạt lấy. Mặc cho cái khổ nó hành hà vô thường lôi kéo, cái không nó cướp giật, chúng sanh chỉ lầm mọi cho sự vô ích, làm tôi cho lẽ thất bại. Tám tà đạo như vách đá, như dây dây, như chuồng lòng, như khám ngục bao vòng, chúng sanh ở sâu trong chính giữa, hay là ở trong một nhà của tám cái nhà tà, thì có bao giờ thấy biết đường ra? Một, tà kiến đạo là thấy biết mê tín xác thân quyến thuộc vật chất cõi đời cho là có thật bền dài, hạnh phúc đầy đủ, không có chi hơn nữa. Hai, tà tư duy đạo là sự so tính trù lượng, mưu hay trí giỏi, khéo léo tài nghề,
Nghiên cứu học hành chủ ý để đua tranh giành giật lẫn nhau, đặng nuôi huyễn thân mộng cảnh. 3. Tà ngữ đạo là quỷ quyệt lời nói, trâu chuốt khoe khoang, vua lịnh vua bợ nịnh hoắc, dối trá hơn thua, rủa xả đâm thập, nói lời vô ích. 4. Tà nghiệp đạo là lấy tham sân si làm của cải, sanh đủ ra nghề nghiệp xảo trá sanh nhai. 5. Tà mạng đạo là sát sanh trộm cắp, tà dâm uống rượu trà thuốc, biến nhát lợi dụng, mong cầu sự sống sướng ngon cho thân mạng. 6. Tà tinh tấn đạo là siêng lo việc ác, cố gắng làm càng chen đua danh lợi, liều mạng quên thân, lướt càng theo ý dục. 7. Tà niệm đạo là niệm tưởng mãi, ghi sâu hút chặt theo vật chất xác thân quyến thuộc, luyến ái dục tình, tưởng nhớ không nguôi. 8. Tà định đạo là cái sở định luân hồi, quyết giữ cõi đời thân xác yên tâm trong của cải tình thương, không còn biết đâu cái cõi khác bậc nào, chỉ giữ vững lập trường chí hướng tôn thờ xác thân, biết có một mình, mục đích là tham sống, khổ sở thất bại không nao, tự mình làm ác, suối người làm ác, ưa chịu việc làm ác, tội ác không chừa, quả báo không sợ, tới đâu hay tới đó, miễn được vui cười, ai sao bỏ mặc. 8. Tà đạo gồm cả các pháp ác trược của thế gian, sanh ra 84.000 cái sự khổ, 3.000 cái ác, đem lại sự vọng động không ngừng đối nghịch với chánh đạo. Tà đạo là địa ngục mãi luân hồi biến hóa không lường, giỏi hay không đếm, nói chẳng hay cùng. 8. Tà đạo là 8 vách địa ngục, những ai càng đi sâu vào càng mất lối ra, như bãi sình lầy càng lún càng chìm, dầu ở một chỗ một nhà, là một đạo trong 8 đạo, hay đi quanh quẩn thế mấy thì cũng không ra khỏi tay vô thường, bắt buộc khổ đau. Cũng có lắm kẻ như vậy, mỗi người chỉ ở trong một tà đạo, một sở chấp, như kẻ thì ở trong tà kiến, người thì ở trong tà tư duy hay tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Nhưng nếu họ tìm ra được chánh đạo tương đối, thì ở tại nhà nào ra cửa đó, ở phương nào thì ra hướng đó, xoay lưng lại thì rất mau lẹ vô cùng. Cũng như kẻ nhắm mắt thấy địa ngục và đi tới mãi, liền đó thì mở mắt ra là gặp niết bàn trước mặt rất gần. Phải trái công ngay chỉ ở trong một niệm trí mà thôi, mô Phật Năm La Mã. Người tà kiến thì đi sâu vào trong chốn khổ mịt mờ đen tối, nếu quay trở lại với chánh kiến tất nhiên là giải thoát sáng lạng vui tươi. Bởi vậy cho nên một chánh kiến là đạo thoát khổ của kẻ tà kiến. 2. Chánh tư duy là đạo thoát khổ của kẻ tà tư duy. 3. Chánh ngữ là đạo thoát khổ của kẻ tà ngữ. 4. Chánh nghiệp là đạo thoát khổ của kẻ tà nghiệp. 5. Chánh mạng là đạo thoát khổ của kẻ tà mạng. 6. Chánh tinh tấn là đạo thoát khổ của kẻ tà tinh tấn. 7. Chánh niệm là đạo thoát khổ của kẻ tà niệm. 8. Chánh định là đạo thoát khổ của kẻ tà định. Tà là có đến vọng động chịu khổ phạt. Chánh là không không đến chân như hưởng phần vui. Tà là vũng sình lầy lúng ngộp, bước xuống đó là sái trật lộn đường, quay trở lên là chánh đạo, là con đường cao ráo sạch sẽ bằng thẳng mát êm. Thế nên gọi tà là đời, chánh là đạo. Đạo là sự không khổ, tức là cái lẽ yên vui, con đường đúng phải, chốn rảnh rang
nơi nghỉ mệt. Tám tà đạo là tám thứ bệnh. Tám chánh đạo như tám món thuốc hay cứu chữa. Ai tự xét mình có chứng bệnh nào thì uống thuốc nấy. Phép tu cũng thế. Người tà ngữ lấy chánh ngữ để sửa trị. Người tà nghiệp lấy chánh nghiệp để sửa trị. Chúng ta ai cũng có riêng một bệnh tà trong tám món tà ấy. Vậy nên phải tự xét mà răng chừa thì mới mong trọn lành tốt đẹp. Chánh đạo như nước mát, như cơm ngon đủ mùi vị. Nhờ nó mà con người mới lớn lao trưởng đại, rộng rãi mập tươi, không phải ốm o nhỏ hẹp, xấu xí vô ích tai hại. Tà đạo lìa chân như đến với vọng động rối khổ, chánh đạo lìa vọng động đến với chân như yên vui. Chúng sanh từ tà kiến đến tà định là đắc đời, bất thối chuyển đời. Chư Phật từ chánh kiến đến chánh định là đắc đạo, bất thối chuyển đạo. Đời cấu trược tối đen, sống giây phút theo thời gian trong giấc ngủ. Đạo thanh tịnh thiện sáng, sống chắc chắn vui tươi của người thức cảnh ban ngày. Đạo là sự xuất gia tấn hóa, bỏ lạc lầm lớp thấp, dứt cái sở chấp thương yêu, tránh khổ cho mình và cho kẻ khác. Ăn chay đi xin, không của cải, không luân hồi, giải thoát khổ, trau dồi trí huệ, nhập định chân như. Người đạo là người hành theo bát chánh đạo, chánh pháp của chư Phật ba đời. Đạo nghĩa là pháp lý, giáo lý hay đạo lý. Đạo là sự tấn hóa, bỏ ác lên thiện đến nghỉ ngơi. Đạo là con đường của người giác ngộ. Đạo là sự quét sạch bụi trần. Đạo là chân như tự nhiên vắng lặng. Đạo cũng là giới định huệ hay không không. Nói cho rõ, đạo là con đường từ địa ngục đến niết bàn. Con đường có tám chặng, đi đến đoạn chót của niết bàn chánh định thì mới gọi là đắc đạo. Đạo là bát chánh, là trung đạo tuyệt đối, giữa tương đối hai bờ lề, mực giữa phẳng bằng, không cao thấp ranh ngăn ranh, tức là sự sống chung của chúng sanh vạn vật trong vũ trụ, hay là cái sống vĩnh viễn đời đời của ta và tất cả. Ngồi bước đi từng khoảng của đạo bát chánh không thể gọi là đắc đạo được. Ví như con đường trời người là chỉ mới có hai phần, thiện nhân cư sĩ chưa diệt hết khổ luân hồi trọn vẹn. Chánh nghĩa đắc đạo là đã đến nơi cùng tột của niết bàn, không còn chỗ đi nữa thì mới gọi là được. Muốn đắc đạo, ta là người phải đến với cõi trời rồi mới đến niết bàn được. Nghĩa là phải tập làm thiện nhân cư sĩ đã, chừng đủ thiện căn phước đức nhân duyên rồi mới được xuất gia khất sĩ làm tăng, ở vào trong bát chánh đạo gọi là nhập đạo. Kế nhờ sự hành đạo đi đúng theo từng nấc của bát chánh mới đắc đạo. Như thế có nghĩa rằng ai muốn làm Phật thì phải bỏ trời người, qua khỏi cảnh cư gia thiện trí, nhập đạo làm tăng khất sĩ. Cũng như đang ở dưới ruộng lầy, cần phải bước lên mé bãi, và rồi bỏ cái mé bãi mà lên bờ. Trên bờ mới gọi là có đi, đi đến chỗ, đi về nhà. Không làm tăng, không thành Phật đặng. Chư Phật ba đời thấy đều là như vậy. Trong trần thế chỉ có một con đường ấy thôi, ai cũng thấy con đường ấy cả. Kẻ đã đi, kẻ đang đi, kẻ sắp đi. Sau trước tùy duyên, ai rồi cũng đi đến cảnh tuyệt hảo ấy. Chưa có ai đứng mãi dưới sình mà không khổ nhọc, mỏi mệt đói khát bao giờ. Ai rảnh rang thấy rõ trước thì đi trước, ai lôi thôi thì đi sau. Mau chậm cũng tới, thảy chung một đường.
tìm lành mà lánh dữ, việc khổ mà yên vui, như nhau có một việc. Đó là nói cho đúng lý, sở chấp phải hẹp, mới có nấc thang bước lên cho kịp ngày hôm nay. Từ có chấp đến không chấp, hết chấp đã quen rồi, đã lên cao rồi. Chứ chẳng phải chấp không mà đứng hoài một chỗ dưới sình lầy ngọt đắng. Vẫn hay rằng thiện cũng đạo, ác cũng đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, thiên đạo, niết bàn đạo, sát đạo, thâu đạo, dâm đạo, tham đạo, sân đạo, si đạo, vân vân. Đạo là con đường của mọi lớp chúng sanh, tâm gì là đạo nấy, đạo khổ, đạo vui, sao cũng gọi là đạo hết thảy. Nhưng muốn diệt tận gốc khổ và sống đời đời, thì ngoài bát chánh đạo ra, không có đạo nào thứ hai khác cả. Là bởi nếu không bước lên học cái lớp cao nhất, thì làm sao có sự thi đậu nghỉ ngơi. Cùng không có làm, không có già, thì làm sao mà có hưu trí chết nghỉ. Đó. Trái không già không chín mà người không ra khỏi cửa ắt chẳng phải là kẻ đi thi mô Phật. Sáu La Mã, trong bát chánh đạo có bốn nhân và bốn quả, gồm tất cả là một niết bàn. Một, chánh kiến là nhân, mới sanh ra chánh tư duy là quả. Hai, chánh ngữ là nhân, mới sanh ra chánh nghiệp là quả. Ba, chánh mạng là nhân, mới sanh ra chánh tinh tấn là quả. Bốn, chánh niệm là nhân, mới sanh ra chánh định là quả. Muốn có bốn quả, tư duy, nghiệp, tinh tấn, định, thì phải có bốn nhân, kiến, ngữ, mạng, niệm. Muốn có định, phải trải qua tư duy, nghiệp, tinh tấn. Muốn có niệm, phải qua khỏi kiến, ngữ, mạng. Vậy nên một, muốn đắc với chánh tư duy thì phải thực hành chánh kiến. Hai, muốn đắc với chánh nghiệp thì phải thực hành chánh ngữ. Ba, muốn đắc với chánh tinh tấn thì phải thực hành chánh mạng. Bốn, muốn đắc với chánh định thì phải thực hành chánh niệm. Nghĩa là ai muốn đắc trí huệ toàn học của chánh tư duy thì phải cần có chánh kiến, biết phân biệt, thấy rõ lẽ thiện ác trước thì mới được. Vì nếu không có cái thấy thì không thể suy nghĩ được. Ai muốn có chánh nghiệp của cải chắc thật quý báu là pháp bảo tam tạng thì phải cần có chánh ngữ, nói luận học hỏi. Nếu không nói thì đâu có ra lời của vốn. Ai muốn có chánh tinh tấn bất thối thì phải cần có chánh mạng, có không sợ chết tham sống, con người mới cố ráng can đảm lướt tới theo cái lẽ phải. Ai muốn có chánh định nghỉ yên thì phải cần có chánh niệm, nhờ niệm tưởng ghi nhớ một điều phải nào đó thì tâm ta mới định nghỉ yên chân như được. Chúng tại sao ta phải cần có chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn và chánh định? Bởi chánh tư duy là thần trí hay là sự sống, tức là cặp mắt sáng chủ tể của ta vậy. Không có nó thì không có ta, các pháp và sự cử động ắt gọi là chết. Kẻ không trí thì giàu có mang cái thân sống đi nữa thì người ta cũng chẳng thấy có cái sống, tác dụng lợi ích của nó có một chút nào. Và nó chỉ chật lối choáng đường, tai hại cho chúng sanh tấn hóa không thông mà thôi. Nếu có sống bằng tư duy mà không có thức ăn để nuôi là chánh nghiệp pháp bảo thì làm sao mà no mập tươi tốt sống đời. Nếu có của cải nghiệp pháp mà không có siêng năng trồng gieo tạo sắm nảy nở thêm ra làm mãi thì đâu có được cái sự mạnh khỏe vui tươi
và thọ hưởng hoài. Nếu không chuyên cần tinh tấn thì làm sao có được có dư? Nếu không dư thì chưa được yên nghỉ, ngồi không ngủ khỏe là chánh định. Chánh định là yên vui hạnh phúc, cảnh hưu trí, nín nghỉ dưỡng tâm, kết quả vui tươi, an nhàn, khỏi lạc, toàn giác toàn năng, trọn sáng trọn lành, ngôi cao của sẵn, quyến thuộc bao gồm, không lo không loạn, không còn sợ khổ, chân phước cực đại. Có sống có của cải, có thêm hoài, có nghỉ yên, đời người mà được như thế là đủ lý nghĩa, ai lại chẳng cầu mong. Thế nên bát chánh đạo là con đàn đi của tất cả, của người đã giác ngộ hết mê lầm. Tà đạo là cảnh giới của hạng người mới tấn hóa, chưa gặp khổ, ít kinh nghiệm. Một, chánh kiến đạo là cảnh giới của thinh văn, học nghe tiếng pháp. Hai, chánh tư duy đạo là cảnh giới của bậc nhập lưu, mới nhập vào nguồn đạo mà thấu lý. Ba, chánh ngữ đạo là cảnh giới của bậc nhất vãng lai, còn một lần thối chuyển. Bốn, chánh nghiệp đạo là cảnh giới của bậc bất lai, không trở lại. Năm, chánh mạng đạo là cảnh giới của bậc vô sanh A-la-hán, không còn thấy sống, chẳng phải chúng sanh. Sáu, chánh tinh tấn đạo là cảnh giới của bậc duyên giác bích chi, giác ngộ nhân duyên. Bảy, chánh niệm đạo là cảnh giới của bậc Bồ Tát, giác hữu tình mà giáo hóa. Tám, chánh định đạo là cảnh giới của bậc Như Lai, trở lại chân như, yên nghỉ, nín lặng. Đây cũng gọi là tám quả của tám đạo. Nhờ chánh đạo mới đi đến chân như, nên gọi chánh chân là đạo của Phật. Tám đạo để trừ tám khổ. Đạo là giác sáng, khổ tức mê mờ. Bảy giác trong đạo sáng tỏ hơn trăm ngàn mặt nhật. Một, phân biệt sự lành với sự dữ. Hai, tinh tấn mà lướt lên. Ba, an lạc trong vòng đạo đức. Bốn, thán phục tâm ý mình đặng làm lành. Năm, nhớ tưởng đạo lý. Sáu, nhất tâm đại định. Bảy, vui chịu với mọi cảnh ngộ. Bảy giác ấy do nơi đạo mà ra, cho nên gọi là đạo Phật. Nhờ bảy giác ấy mới thành Phật, cho nên gọi Phật là giác, là cội cây của chúng sanh nương dựa và đeo theo, làm lá bông trái nhánh tìm vui. Mô Phật. Nói tóm lại, đất đạo là đất niết bàn, đất đời là luân hồi, tức là đất thiên đường hay đất địa ngục. Đạo chánh là bởi thiện lành, không ác quấy. Ấn chứng của đạo là sự vui tươi, không khổ nhọc. Kẻ đã đi rồi mới tự biết là vui say no sướng hơn hết. Mô Phật. Tám đạo và tám quả. Một, chánh định là pháp của bậc Như Lai. Hai, chánh niệm là pháp của bậc Bồ Tát. Ba, chánh tinh tấn là pháp của bậc Bích Chi. Bốn, chánh mạng là pháp của bậc A La Hán. Năm, chánh nghiệp là pháp của bậc Bất Lai. Sáu, chánh ngữ là pháp của bậc Nhất Vãng Lai. Bảy, chánh tư duy là pháp của bậc nhập lưu. Tám, chánh kiến là pháp của bậc chư thiên. Tám đạo là tám nấc thang trên nhân loại. Mô Phật.